Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình tư vấn chính sách pháp luật phát trên kênh của báo Lao Động Online. Kính thưa quý vị, hiện nay vấn đề bình đẳng giới luôn được Đảng và Nhà nước ta đánh giá có vai trò quan trọng trong quá trình phát triển của đất nước. Do đó, bình đẳng giới đang trở thành trung tâm của sự phát triển và được xem đó là một trong những mục tiêu xuyên suốt của tỉnh nhà. Thiên vị và bất bình đẳng giới sẽ gây tổn hại đến thế hệ tương lai và làm cho sự chênh lệch giữa nam và nữ trong gia đình cũng như là ngoài xã hội trở nên dai dẳng. Nhận thấy được những bất cập còn tồn đọng ở một số nơi như hiện nay, đặc biệt là thực trạng bạo lực gia đình, ngày hôm nay chúng tôi đã mời đến chương trình luật sư Nguyễn Thị Kim Loan, trưởng văn phòng luật sư Nguyễn Loan sẽ cùng chúng ta chia sẻ nhiều hơn về vấn đề bình đẳng giới trong hôn nhân gia đình và rộng hơn là ở nam và nữ. Xin chào chị, cảm ơn chị đã nhận lời mời tham dự chương trình của chúng tôi ngày hôm nay ạ. Xin chào quý khán giả tham gia chương trình, xin chào MC Ánh Nguyệt. Như anh Nguyệt vừa mới chia sẻ thì câu chuyện ngày hôm nay của chúng ta sẽ xoay quanh những vấn đề về bình đẳng giới giữa nam và nữ và đặc biệt là ở trong gia đình. Và trước khi mà chúng ta đến với những vấn đề ở trong câu chuyện thì mời luật sư Nguyễn Thị Kim Loan cùng với tất cả quý vị khán giả chúng ta sẽ theo dõi một tình huống ngay sau đây. Chuyện xảy ra tại nhà ba Mập. Mẹ ơi, con về rồi nè mẹ ơi. Ơi, con gái mẹ về rồi à? Con đi chuyến mấy giờ mà giờ mới về tới? Dạ con đi từ sáng sớm á, nhưng mà tới để bảo lộc sạc lỡ nên giờ con mới về tới trời mẹ. Ơi, tội nghiệp con gái mẹ không. Nào, học đại học năm nhất có gì vui kể mẹ nghe nào. Dạ, có thầy cô mới, nhiều bạn bè mới, vui lắm mẹ. Ồ, vậy hả con? Ủa, mẹ, nhà mình lại mới mua chiếc SH mới rồi hả mẹ? Ừ, ba con mới mua cho mẹ đi đó, nhưng nó có phù hợp với mẹ đâu, vừa cao lại vừa nặng nè, mẹ chẳng đi đâu. Mẹ có chiếc Vision rồi còn gì? Nhưng ba con cứ thích là mua thôi, ý có tiền, có hỏi ý kiến mẹ đâu, còn mua thêm cả cái máy giặt để ở dưới nữa đó. Ủa vậy hả mẹ? Ừ. Nhưng mà từ xưa đến giờ ba vẫn thế rồi. Mà ba mua thì mẹ cứ xài thôi. Mà mẹ ơi, nhà mình còn gì ăn không? Con đói bụng quá. Ừ, vô trong đi. Mẹ nấu cho tô mì ăn rồi đi nghỉ nha con. Ba đi ngủ rồi hả mẹ? Ừ, ba con đi nghỉ sớm rồi. Sáng hôm sau. Anh ơi, em có chút chuyện muốn bàn với anh. Sáng nay anh có cuộc họp với lại đối tác ở trên Đà Lạt, cho nên anh tranh thủ anh đi, coi như để bữa khác thôi nha. Lại có hẹn, lần nào cũng vậy. Thì anh đi công việc chứ có đi chơi đâu. Em cũng chán lắm rồi đó. Cô Tuyết ơi. Dạ chị. Hôm qua chồng lại mua cho cái máy giặt à, sướng thế, bao nhiêu vậy? Chị ơi, em có được mua đâu mà biết giá hả chị? Ủa, chồng mua thì vợ phải biết chứ. À, chắc lại giống như cái hát hôm trước chứ gì. Dạ, thì đó đó chị. Sao em không nói? Vợ chồng mua sắm cái gì á thì phải bàn bạc với nhau chứ. Chị ơi, em có nói rồi, nhưng anh ấy ý có tiền là mua, có bàn bạc gì với em đâu. Nói như vậy sao được, thời buổi này là thời buổi 4.0. Chị em mình là phụ nữ thời đại công nghệ số thì phải có chứng kiến của mình chứ. Biết rằng anh ba làm ra tiền thật, nhưng mà không có em ở nhà lo cơm nước con cái thì làm sao anh ấy làm được. Theo chị á, em phải mạnh dạn ý kiến đi. Ý kiến sao chị? Thì của chồng công vợ, việc lớn việc nhỏ vợ chồng phải bàn với nhau. Nhiều khi á, còn phải lấy ý kiến của con cái nữa kìa. Em cứ mạnh dạn nói đi. Vợ chồng mà mua sắm bàn bạc á, không bàn bạc thì lãng phí tiền đó để làm việc khác, có phải hay hơn không? Em mạnh dạn nói đi, rồi là có gì chị nhờ tổ hòa giải á, tác động thêm. Được không chị? Được chứ. Vậy chị giúp đỡ em nha. Thôi chị đi về đây. Dạ em cảm ơn chị. Một tuần sau. Em có chuyện này muốn bàn với anh. Quan trọng không? Có quan trọng không? Kỳ này em thấy anh mua sắm trong nhà hơi nhiều. Có những thứ gia đình mình có rồi, nhưng anh vẫn mua, em thấy lãng phí lắm. Ôi, mình có tiền thì mình cứ mua chứ lãng phí cái gì? Nhưng có những thứ trong nhà mình có rồi, mà có những thứ thì em cần, anh lại không hỏi. Ủa, em cần cái gì? Em muốn mua cái gì? Em muốn mua một cái tủ cao để treo áo dài, nhưng anh lại đem về một cái tủ thấp thế kia, em có sử dụng được đâu. Tủ nào cũng là tủ, không treo được mình gấp lại bỏ vô là xong. Anh nói vậy mới hay á, áo dài mà gấp vào nó nhanh hết thì sao? Lằng nhằng quá, phụ nữ đúng phức tạp. Alo, cô Nam à? Ừ, qua nhà anh đi, anh cho cô cái tủ mới mua nè. Chị dâu cô chê xấu, thấp, không treo được, không sử dụng được. Vậy nha, cô cho xe qua chở nha. Trời ơi, anh làm cái gì vậy? Ủa thì cô không xài nữa thì cô tôi cho cô nó, mua cái khác là được chứ gì. Trời ơi, em hết chịu nổi anh rồi đó.
anh ra trường ích kỷ quá đi thôi. Rồi làm sao? Cô chỉ có việc ở nhà coi con, cơm nước thôi, cũng lớn tiếng thì sao? Anh nghĩ sao? Em là vợ anh thì em phải được tôn trọng chứ. Trước đây em cũng có công ăn việc làm ổn định, nhưng anh phải bắt em nghỉ ở nhà. Nhiều khi em không muốn cùng anh bàn bạc chuyện làm ăn, lo cho cái gia đình nhà này, chứ em đâu muốn ru rú cho người giúp việc thế này. Ủa, tôi cũng đi làm lo cho cả nhà này và đầy đủ vậy như chưa được à? Hàng tháng tôi vẫn đem tiền về cho cô mà. Anh ấy xem lại cái thái độ của mình đi. Trời ơi, anh có hiểu được cái nỗi lòng của người phụ nữ mà không được quyền quyết định gì trong cái gia đình này không? Anh có hiểu không? Sự gia trưởng ích kỷ của anh khác nào lưỡi dao cứa vào tim tôi, anh có hiểu không? Ủa, tôi cũng đi làm lo cho cái nhà này, lo cho con cái, vậy còn là sai à? Anh hãy xem lại cái cách của mình đi, anh hãy xem lại cái cách ứng xử của mình đi. Coi như vậy đã được chưa? Trời ơi, tôi không còn thiết sống trong cái gia đình này nữa. Khi mà vừa xem tiểu phẩm vừa rồi thì chúng ta cũng đã có thể thấy được là những mối quan hệ phát sinh trong gia đình nhà Ba Mập, đúng không ạ? Và đặc biệt là ở vấn đề là chi tiêu sinh hoạt trong gia đình. Vậy thì ở góc độ về pháp luật thì chị Nguyễn Thị Kim Lan, chúng ta có những chia sẻ gì trong vấn đề này ạ? Qua tình huống vừa xem thì chúng ta thấy có một số vấn đề phát sinh giữa cái cuộc sống vợ chồng, giữa anh Ba Mập và vợ. Ở đây nó nảy sinh mâu thuẫn về cái việc chi tiêu mua sắm trong gia đình. Thì cái tiểu phẩm vừa rồi nó sẽ có hai cái mối quan hệ mà chúng ta cần xem xét. Đó là mối quan hệ vợ chồng giữa anh Ba Mập và vợ. Và vấn đề thứ hai đó là vấn đề tài sản chung của vợ chồng. Vâng, và chúng ta cũng được biết là mối quan hệ giữa vợ và chồng được hình thành sau khi kết hôn, đúng không ạ? Nhưng mà chị có thể cho chúng tôi biết rõ hơn về quyền và nghĩa vụ của vợ và chồng trong cái mối quan hệ gia đình được không ạ? Nó như thế này. Cái mối quan hệ giữa hai vợ chồng theo quy định của luật hôn nhân và gia đình á, thì ở đây theo điều 3 của luật hôn nhân gia đình thì hôn nhân đó là một cái quan hệ giữa vợ và chồng sau khi kết hôn. Cụ thể hơn thì điều 17 quy định là vợ chồng bình đẳng với nhau, có quyền và nghĩa vụ ngang nhau về mọi mặt trong gia đình. Qua cái tiểu phẩm vừa rồi á, thì chúng ta thấy rằng là ở đây anh Ba Mập anh có những cái suy nghĩ và những cái phát ngôn, ví dụ như là anh cho rằng là mình là trụ cột trong gia đình. Do vậy là mình sẽ có quyền quyết định mọi việc từ lớn tới nhỏ, mà vợ thì chỉ cần là ở nhà nội trợ thôi là được rồi. Vấn đề thứ hai là anh Ba Mập có suy nghĩ là mình có tiền thì là mình có quyền. Và cái quyền ở đây là gì? Cái quyền là anh ta quyết định hết tất cả mọi vấn đề. Vì anh Ba Mập là người nuôi cả gia đình, nuôi sống gia đình, và anh không muốn vợ con phải khổ. Nhưng mà cái suy nghĩ của anh không phải khổ, có nghĩa là anh sẽ tự quyết định hết tất cả mọi việc. Một vấn đề nữa là anh cho rằng là những gì mà anh đã mua sắm về thì nó xuất phát từ cái tiền trong túi của anh. Anh thích mua gì là anh mua, vì vợ không làm ra tiền. Do vậy, anh chỉ cần biết là anh mua về thôi. Còn cái việc mà có sử dụng được hay không hay như thế nào thì cái chuyện đó là cái chuyện khác. Thì qua cái tiểu phẩm vừa rồi chúng ta thấy nội dung của cái phần hội thoại của anh Ba Mập là thể hiện điều đó. Tuy nhiên, căn cứ theo luật hôn nhân và gia đình năm 2014 thì ở đây luật quy định rất là rõ quyền và nghĩa vụ của vợ chồng trong cái mối quan hệ giữa gia đình. Cụ thể như hồi nãy điều 3, điều 17 và có một điều nữa là điều 19, là vợ chồng ở đây có nghĩa vụ thương yêu, chung thủy, tôn trọng, quan tâm, chăm sóc, giúp đỡ nhau, cùng nhau chia sẻ, thực hiện các công việc trong gia đình. Như vậy ở đây chúng ta sẽ hiểu được cái khái niệm hôn nhân mà theo điều 3 tôi vừa nêu. Ở đây hôn nhân là một cái khái niệm xã hội được định nghĩa là một liên kết pháp lý và tình cảm giữa hai người nhằm mục đích cùng chia sẻ cuộc sống và hỗ trợ lẫn nhau trong các hoạt động hàng ngày. Hôn nhân thường được coi là một cam kết lâu dài, có tính chất pháp lý và xã hội và được điều chỉnh bởi các luật pháp của mỗi quốc gia hoặc là của vùng lãnh thổ. Hôn nhân có thể được định nghĩa khác nhau trong các nền văn hóa và tôn giáo khác nhau, nhưng nó thường bao gồm một mối quan hệ tình cảm giữa hai người, một cam kết lâu dài và một số trách nhiệm và nghĩa vụ xã hội được gắn liền với việc xây dựng một gia đình. Như vậy, hôn nhân chính là mối quan hệ giữa vợ và chồng sau khi đã tuân thủ các điều kiện và thực hiện một số thủ tục theo quy định về luật hôn nhân và gia đình. Đó là một sự kết hợp của các cá nhân về mặt gia đình, bao gồm tình cảm,
xã hội, tôn giáo hợp pháp. Như vậy, qua tình huống và thông qua việc dẫn chiếu các quy định của pháp luật mà tôi vừa nêu, thì mối quan hệ vợ chồng của nhà anh Ba Mập chúng ta thấy không có sự bình đẳng về quyền và nghĩa vụ giữa vợ và chồng. Người vợ ở đây không nhận được sự tôn trọng từ chồng trong việc đưa ra ý kiến, quan điểm của mình về việc mua sắm tạo lập các tài sản trong gia đình. Sau khi lắng nghe và chia sẻ thì chúng ta cũng biết là trong vấn đề hôn nhân thì chúng ta cần phải có một cái mối quan hệ rất là mật thiết giữa vợ và chồng, và đặc biệt là phải có quan hệ hôn nhân hạnh phúc, đúng không ạ? Vậy thì để có thể trong gia đình hiểu được như thế nào là hôn nhân hạnh phúc thì bà có thể chia sẻ rõ hơn không ạ? Ở đây hôn nhân hạnh phúc, đây là một cái khái niệm mà không phải rằng là ai cũng biết được. Tuy nhiên, nếu xét về mặt quan điểm thì đó là một mối quan hệ hôn nhân mà hai người chia sẻ niềm vui và hạnh phúc trong cuộc sống với nhau. Trong một hôn nhân hạnh phúc thì các cặp vợ chồng không chỉ có tình cảm yêu thương và sự tôn trọng lẫn nhau, mà còn có thể đối diện với những khó khăn và thử thách của cuộc sống. Như vậy, để xây dựng được cái hôn nhân hạnh phúc thì phải có sự linh hoạt và sự hiểu biết giữa các cặp vợ chồng với nhau để cùng nhau đi qua các giai đoạn khác nhau của cuộc sống. Sau khi mà nghe chị chia sẻ thì chúng tôi cũng đã có thể hiểu được phần nào là về hôn nhân hạnh phúc rồi. Nhưng mà vậy thì các yếu tố quan trọng để cấu thành nên hôn nhân hạnh phúc là gì ạ? Ở đây một cái hôn nhân hạnh phúc thì nó phải cần có những yếu tố, mà những yếu tố đó là những yếu tố định hình lên được cái quan hệ hôn nhân. Bao gồm những cái yếu tố như sau. Thứ nhất là nó sẽ xây dựng một cái mối quan hệ tình cảm lâu dài giữa hai người. Thứ hai là có sự chia sẻ về trách nhiệm và nghĩa vụ giữa gia đình với nhau. Ví dụ như trong việc nuôi dạy, này, chăm sóc con cái. Thứ ba là chia sẻ về vấn đề tài chính, hỗ trợ với nhau về việc đầu tư và chăm sóc con cái, giáo dục. Thứ tư là tạo ra một sự ổn định cho cả hai vợ chồng trong cuộc sống, đồng thời mang lại cái niềm hạnh phúc và sự an toàn về tinh thần. Thứ năm là sự phát triển về tăng trưởng trong tình cảm và những cái trải nghiệm trong cuộc sống. Và thứ sáu là xây dựng một cái gia đình mà ở đó cái môi trường, đó là cái môi trường lý tưởng cho một cái môi trường sống tốt, cho sự phát triển lành mạnh của con cái trong gia đình. Vâng ạ, và vừa rồi khi mà theo dõi tình huống thì anh Mỹ có để ý một cái chi tiết như sau. Là sau khi mà xảy ra xung đột và mâu thuẫn trong việc là mua sắm tài sản trong gia đình thì chị Tuyết và anh Ba Mập có một cái sự bất bình và cảm thấy là không muốn tiếp tục cái mối quan hệ hôn nhân này nữa. Cho nên là đã quyết định là muốn bỏ nhà ra đi và muốn là chia tay cho rảm nợ đi. Vậy thì về vấn đề tài sản chung giữa vợ và chồng, và đặc biệt là trong trường hợp của gia đình anh Ba Mập này, thì sẽ được xử lý như thế nào ạ? Cụ thể về cái vấn đề tài sản chung giữa vợ chồng thì luật hôn nhân và gia đình năm 2014 thể hiện rất rõ tại điều 33, được quy định như sau. Tài sản chung của vợ chồng bao gồm tài sản do vợ chồng tạo ra, thu nhập do lao động hoạt động sản xuất kinh doanh, hoa lợi lợi tức phát sinh từ tài sản riêng và thu nhập hợp pháp khác trong thời kỳ hôn nhân, trừ trường hợp được quy định tại khoản 1 điều 40 của luật, và tài sản mà vợ chồng được thừa kế chung hoặc được tặng cho chung, và tài sản khác mà vợ chồng thỏa thuận là tài sản chung. Như vậy có thể hiểu, ở đây chúng ta có thể hiểu, tài sản chung của vợ chồng bao gồm tài sản do vợ chồng tạo ra, thu nhập do lao động hoạt động sản xuất kinh doanh, hoa lợi lợi tức từ tài sản riêng và thu nhập hợp pháp khác trong thời kỳ hôn nhân, tài sản mà vợ chồng được thừa kế chung, được tặng cho chung, và tài sản khác mà vợ chồng thỏa thuận là tài sản chung. Quyền sử dụng đất mà vợ chồng có được sau khi kết hôn là tài sản chung của vợ chồng, trừ trường hợp vợ hoặc chồng được thừa kế riêng, được tặng cho riêng, hoặc có được thông qua một cái giao dịch từ tài sản riêng. Ngoài cái điều 33 của luật hôn nhân và gia đình 2014 mà tôi vừa chia sẻ với quý vị, thì ở đây bộ luật dân sự 2015 cũng quy định rất là rõ về vấn đề sở hữu chung của vợ chồng. Ở đây sở hữu chung của vợ chồng đó là sở hữu chung hợp nhất có thể phân chia. Vợ chồng cùng nhau tạo lập phát triển khối tài sản chung, vợ chồng có quyền ngang nhau trong việc chiếm hữu, sử dụng, định đoạt tài sản chung. Khi một trong hai người thực hiện giao dịch mà tài sản có giá trị lớn thì phải được sự đồng ý của người kia. Tài sản chung của vợ chồng thuộc sở hữu chung hợp nhất được dùng để bảo đảm cho nhu cầu của gia đình, thực hiện nghĩa vụ chung của vợ chồng. Điều luật này có ý nghĩa là không phân biệt việc trong gia đình ai tạo ra thu nhập thì người đó có quyền, mà là dựa trên ý nghĩa tốt đẹp của hôn nhân là sự sẻ chia, sự gắn kết trên mối quan hệ được gọi là gia đình.
Như anh Huy vừa mới lắng nghe chị Kim Loan chia sẻ thì tôi cũng có thể hiểu được phần nào về những cái tài sản chung của vợ và chồng. Tuy nhiên thì lúc nãy luật sư cũng đã có chia sẻ về tài sản chung hợp nhất. Vậy thì làm thế nào để chúng tôi có thể hiểu về vấn đề này rõ hơn ạ? Theo Bộ Luật Dân sự 2015 tại Điều 210 thì quy định rõ về sở hữu chung hợp nhất. Như vậy thì để hiểu được sở hữu chung hợp nhất là gì thì chúng ta căn cứ vào định của luật. Ở đây sở hữu chung hợp nhất là sở hữu chung mà trong đó phần quyền sở hữu của mỗi chủ sở hữu chung không được xác định đối với tài sản chung. Sở hữu chung hợp nhất bao gồm sở hữu chung hợp nhất có thể phân chia và sở hữu chung hợp nhất không phân chia. Các chủ sở hữu chung hợp nhất có quyền nghĩa vụ ngang nhau đối với tài sản thuộc sở hữu chung. Trong sở hữu chung theo phần, mỗi chủ sở hữu chung có thể bán phần quyền của mình cho người thứ ba. Có nghĩa là có thể thay đổi chủ thể trong sở hữu chung. Tuy nhiên trong quan hệ sở hữu chung hợp nhất thì không thể thay đổi về chủ thể. Tài sản thuộc sở hữu chung hợp nhất hoặc là các chủ sở hữu chung cùng giữ hoặc giao cho một người trong số họ hoặc giao cho người thứ ba giữ tài sản chung mà không thể chuyển giao phần quyền của mình đối với tài sản. Sau khi mà nghe bài chia sẻ thì tôi có thể nhận thấy là để có được một hôn nhân bền vững thì phụ thuộc vào rất là nhiều yếu tố khác nhau đúng không ạ? Nhưng mà suy cho cùng thì chúng ta cũng cần phải hướng đến cái mục đích chung của hôn nhân. Vậy thì cần phải có những cái điều kiện gì để có thể cho gia đình hạnh phúc và đặc biệt là trong gia đình anh Ba Mập tránh cái trường hợp xảy ra là cái việc ly hôn ạ? Như lúc nãy tôi đã chia sẻ thì hôn nhân đó là một cái cam kết lâu dài, nó mang tính lâu dài. Do vậy việc xây dựng cái quan hệ hôn nhân làm sao để hạnh phúc, để bình vững thì nó phải có những cái yếu tố. Và một trong những yếu tố đó là chúng ta sẽ thấy đó là gì? Đó là cái sự liên hệ về mặt tình cảm. Hôn nhân dựa trên sự tự nguyện tiến bộ, do vậy nó phải có sự gắn kết về mặt tình cảm. Đó là điều đầu tiên. Điều thứ hai là khi đã xác lập quan hệ hôn nhân rồi thì phải có sự chia sẻ về quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của nhau đối với trong cái quan hệ đó. Vấn đề thứ ba là vấn đề tài chính. Đây là một vấn đề cực kỳ quan trọng. Vì một quan hệ hôn nhân nó nhằm những yếu tố như tôi vừa nêu. Nhưng nếu không có vấn đề xây dựng được trên cơ sở là bảo đảm về mặt tài chính thì chắc chắn cái quan hệ hôn nhân nó sẽ không thể tiếp tục. Vì sao? Vì quan hệ tài chính nó sẽ phát sinh sau cái vấn đề quan hệ hôn nhân để nhằm gì? Để nhằm tạo điều kiện cho các thành viên trong gia đình nuôi dạy chăm sóc con cái và phục vụ cho những cái vấn đề chi tiêu sinh hoạt cũng như phát triển cho cái sự cho cái vấn đề cá nhân của mỗi thành viên trong gia đình. Đó là cái vấn đề cực kỳ quan trọng với xã hội của chúng ta ngày nay. Vấn đề thứ tư là hôn nhân nó nhằm mục đích là gì? Tạo ra sự ổn định cho cả hai vợ chồng, đồng thời nó mang lại cái niềm hạnh phúc và sự an toàn cho về mặt tinh thần cho cả hai. Một điều cuối cùng nữa là hôn nhân nó thể hiện cái sự gắn kết và tăng trưởng trong cái tình cảm và cái trải nghiệm trong cuộc sống. Như nãy tôi vừa chia sẻ là vấn đề liên quan tới vấn đề tài chính. Khi chúng ta ổn định về mặt tài chính thì chúng ta sẽ có những cái trải nghiệm cho gia đình của chúng ta, cho con cái của chúng ta có được cái môi trường sống, môi trường học tập và môi trường sinh hoạt tốt hơn. Một lần nữa thì xin cảm ơn những chia sẻ của luật sư Nguyễn Thị Kim Loan đã gửi đến chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Thưa quý vị, và với những thông tin mà chương trình tư vấn chính sách pháp luật đã mang đến, hy vọng đây sẽ là những kiến thức thật là bổ ích để cho quý vị chúng ta có một đời sống thật là tốt đẹp hơn trong cuộc sống hiện tại. Và đến đây thì chương trình tư vấn chính sách pháp luật cũng xin được phép khép lại. Ánh Nguyệt cùng với luật sư Nguyễn Thị Kim Loan xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình kỳ sau.